Những ngày vừa qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra vô cùng phức tạp. Nhiều ổ dịch đã được phát hiện với số ca tăng lên nhanh chóng, khiến đội ngũ y tế phải làm việc ngày đêm để ngăn chặn dịch bệnh tránh lây lan ra cộng đồng. Mới đây, hình ảnh các y bác sĩ đội mũ kính mít, tranh thủ những phút nghỉ ngơi ngắn ngủi để nằm bên vệ đường khiến ai xem cũng xúc động. Theo đó, những hình ảnh này được ghi lại vào ngày 18 tháng 4 tại phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Trong hình là các y bác sĩ và nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19 tại huyện Nậm Bồ, nơi ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất trên địa bàn tỉnh. Trích một phần bài đăng của người đàn ông trên. Hôm qua, ngày 18 tháng 5, đang trên đường đi chạy thể dục, tôi chợt thấy một chiếc xe cứu thương đổ bên đường. Bên cạnh là hai người mặc đồ trắng toát mồ hôi đang nằm lăn trên vỉa hè. Tôi chợt nghĩ ngay là một vụ tai nạn, lúc này mới 4 giờ sáng. Tôi mạnh dạn lay một người dậy, cũng phải một lúc thì người ấy mới chợt tỉnh và ngồi dậy. Tôi hỏi các anh có làm sao không đấy? Không ạ, chúng cháu mệt quá, không thể đi tiếp được thôi ạ. Chúng cháu đang tham gia dập dịch ở Nậm Bồ. Ngay sau khi bài viết được chia sẻ, cộng đồng mạng đã để lại rất nhiều lời động viên chia sẻ tinh thần. Thương lắm các chiến sĩ áo trắng, những hy sinh thầm lặng, lặng lẽ hàng ngày vẫn diễn ra ở mọi miền trên mảnh đất yêu thương của chúng ta. Cảm ơn các anh rất nhiều, một cư dân mạng đã để lại chia sẻ. Hiện tại, những hình ảnh này vẫn đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Rất nhiều người đã bày tỏ sự biết ơn đến lực lượng các y bác sĩ. Mỗi chúng ta hãy nâng cao công tác phòng dịch, thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo từ Bộ Y tế để dịch bệnh mau chóng được đẩy lùi.